Mèo chuông là có cái hình cái chuông là chuông rồi đó hả? Nếu mà mọi người không có dùng để mà chơi với con mèo thì mọi người cũng có thể chơi với crush của mọi người cũng được. Anh Nhân, Hạt Tiêu nè. Hello mọi người, mình là Hạt Tiêu đây. Hôm nay chúng ta lại có một mùa VIPBAT mới. À thật ra không phải là hôm nay mà là có cách đây mấy ngày rồi. Nhưng mà ngày hôm nay Tiêu mới nhận được từ nhà phát hành. Thì ngày hôm nay Tiêu sẽ mở full cái gói VIPBAT này ra cho mọi người coi nha. Để xem thử là gói VIPBAT mùa này có đáng mua hay không nhé. Ok, đầu tiên thì Tiêu sẽ nhận gói VIPBAT từ nhà phát hành nha. Rồi sau đó thì chúng ta còn có là 200 kim cương này và 3000 điểm vương miện. Ok, đầu tiên thì chúng ta cùng vào nhận gói VIPBAT nào. Gói VIPBAT mùa này có tên là mùa mèo chuông đen. Hình như là nhà phát hành bị thích mèo hay sao mọi người. Từ đó tới giờ ở trong Play Together là tôi thấy là có khá là nhiều gói về con mèo rồi đó. Nhưng mà gói về con chó hình như là hầu như là chưa có luôn đúng không ta? Sao bất công với chó quá vậy? Nhà phát hành hãy làm một cái mùa VIPBAT về con chó đi siêu nào. Ok, để xem thử là cái gói mùa mèo chuông đen này có gì đặc biệt nhá. Món đầu tiên trong gói này là một chú mèo Bombay màu đen mọi người ạ. Uầy, mèo chuông Bombay, sao cứ theo tôi hoài thế, nghe thấy tiếng chuông nên đến à. Nếu như Tiêu nhớ không lầm thì cái con mèo Bombay ở trong cái bếp mèo á là một con bếp tím và cũng khá là khó để mà mở ra được. Thì ở trong gói VIPBAT này mọi người đã có thể sở hữu một con mèo Bombay và có cả quần áo luôn, có cả nơ luôn, có cả chuông luôn, màu đen. Nếu mà mọi người mua cái gói VIPBAT này nhá, cũng khá là xịn ha. Rồi món tiếp theo ở trong gói VIPBAT mùa này đó chính là một khuôn mặt, mặt mèo mèo. Cũng là màu tím luôn nha mọi người. Mặt meo meo, meo meo, đầy tò mò. Có lẽ là một trong những cái món đắt giá trong cái gói này đó là một bộ tóc, tóc dài đeo chuông. Uầy, cột tóc thành chùm lủng lẳng như chuông. Không biết mọi người có giống như Tiêu không? Tiêu thấy là dạo này nhà phát hành á ra những cái gói VIPBAT này, gói quần áo á, trang phục này có những cái bộ tóc rất là xinh nha. Hầu như dạo gần đây những bộ tóc nữ hay cả là những bộ tóc nam nữa, Tiêu thấy cái nào nó cũng xinh hết đó mọi người. Có khi nào nhà phát hành mới đổi nhà thiết kế mới không ta? Rồi, rồi không nhiều chuyện nữa. Món tiếp theo ở trong gói VIPBAT mùa này đó chính là một bộ đầm, đầm mèo chuông. Xịn thế à, chiếc đầm đáng yêu đông đưa như mèo đỏng đảnh. Nhìn xịn phết đấy, nhưng mà hình như là nó có cái đuôi mọi người ạ. Tí hồi nữa tôi sẽ bận vào cho mọi người coi nhé. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái phụ kiện tóc tai chuông nữa mọi người ạ. Là một cái tai mèo mà có hai cái chuông ở hai bên cái lỗ tai. Nhìn hơi vựa nhờ. Tai mèo đen có đeo chuông nên càng đặc biệt hơn. Không biết là nó có kêu len keng hay không. Tí hồi tôi sẽ mang ra cho mọi người coi. Không biết là đeo chuông thì nó phải len keng chứ nhờ. Rồi, có tóc rồi, có mặt rồi, có quần áo rồi, có cả cà rồi. Thì dĩ nhiên không thể thiếu một đôi giày đúng không. Giày mèo chuông, một món luxury màu xanh dương, bước chân nhẹ nhàng như những chú mèo. Ok, chúng ta cùng đến với lại những món tiếp theo nào. Món tiếp theo là một cái đồ chơi cho bé mọi người ạ. Đồ chơi chân mèo hồng, màu tím luôn ấy. Có các chân mèo hồng đáng yêu, một cái cây gậy để chơi với con bé với lại con mèo hồi nãy. Rồi chúng ta đến với nội thất nha. Nội thất chúng ta sẽ có một chiếc giường mèo chuông. Nằm xuống cẩn thận để chuông không kêu. À, là cái giường này nó sẽ kêu đúng không? Là cái gói này là cái gì nó cũng kêu đúng không? Tới hồi mà mở ra mà không kêu là chết với tôi ạ. Rồi, một cái sofa mèo chuông nha mọi người. Để xem là có kêu hay không nhé. Là chỗ của tôi nhưng mèo nhà tôi ngày nào cũng trèo lên. Rồi con mèo nó có trèo lên thì đâu. Tiếp theo chúng ta có một cái bàn trang điểm mèo chuông mọi người ạ. Rồi, cuối cùng là gấu mèo chuông. Đó, là nó cũng bận cái bộ đồ, nguyên cái bộ trang phục giống như của mình vậy á. Dạo này nhà phát hành kiểu hơi lười một xíu, cho con gấu đó không khác gì cái con nhân vật của mình hết mọi người ạ. Thay cái mặt con gấu thôi. Ok, còn thời gian thì Tiêu sẽ mở luôn những cái hộp bốc thăm hộp thường và những cái hộp đặc biệt nha mọi người. Coca lon này, trời ơi, không ai thèm uống luôn á. Hộp thường, hộp thường. Uầy, kính vuông đen, cũng được, cũng được. Hộp cao cấp, khối màu vàng, khối cỏ hai túi, trời ơi, cao cấp dữ chưa. Hộp cao cấp thứ hai, buồn rửa mặt,
Ôi đất nói chung mấy cái hộp này lỏ lắm mọi người ạ. Nó chẳng có cái gì để mà mình hy vọng, mình mong đợi hết trơn á. Không hiểu sao rồi mấy bạn mở mấy cái hộp nào mà mấy bạn mở ra được bộ tóc mà 100 mấy kim cương. Rồi mấy cái đầm 100 mấy kim cương, trời ơi đúng là nhân phẩm vàng luôn ấy. Mở ra gì buồn cầu. Úi trời ơi. Duyên. Ok. Rồi bây giờ Tiêu sẽ bận những cái món đồ ở trong cái gói này cho mọi người coi nhé. Và chúng ta hãy cùng xem thử là gói VIP Battle này có đáng mua hay không nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bận bộ đồ mèo chuông vào nào. Ê cái dáng đầm xinh thế nhờ. Ôi xinh, xinh quá mọi người ơi, xinh quá, xinh quá. Cái tóc này, cái tóc này. Ôi, cái tóc xinh vãi. Ôi, cái tóc xinh mọi người ạ. Anh yêu thế nhờ. À cái mặt nữa này, cái mặt nữa này. Đó. Cái mặt y chang con mèo luôn, bỏ vô là không khác gì con mèo luôn mọi người ạ. Nhưng mà tôi thấy là cái mặt này là đúng đỉnh luôn á. Cái mặt mà tôi xài này, cái mặt này là cái mặt cô trong cái bộ mà cô bé đại dương á. Bỏ vô bộ trang phục nào nhìn cũng xinh, nhìn cũng hợp hết rồi mọi người. Cái mắt kiểu tội tội nhìn như con cuốn con ấy. Không, bây giờ tôi sẽ để cái mặt này để nguyên một set cho mọi người dễ nhìn nhé. Đó, rất là xinh ha. Rồi, cái đầm này thật ra là Tiêu thấy là cái đầm này nó khá là xinh. Nhưng mà Tiêu thấy là nó có cái đuôi ở đằng sau mọi người ạ. Tiêu không thích cho lắm. Nếu cái đầm này không có cái đuôi thì Tiêu sẽ thấy là dễ bận hơn. Tại vì nó là con mèo á, cho nên nó phải có cái đuôi á. Rồi, chuông kêu len keng đâu. Là chuông dữ chưa? Chuông đâu? Ủa kìa. Tôi tưởng là cái cài hai cái chuông bự cho bé bên cái lỗ tai là nó phải kêu len keng chứ. Rồi bây giờ tôi lấy nội thất ra nha mọi người. Ê, ê. Tôi lấy nội thất ra nha mà nó không kêu, nó không len keng là tôi chửi à. Là tôi chửi à. Để xem nhá. Mèo chuông đồ các kiểu nhá. Là chuông chưa? Đó, tôi lấy ra. Tôi test cho mọi người coi nha. Hết rồi. Chỉ có 2-4 món đồ nội thất thôi mọi người ạ. Nè cái giường chuông này. Kêu chưa? Ủa? Chuông đâu? Chuông đâu ạ? Cái con mèo này nè, cái con gấu này nó có cái hiệu ứng là nó đứng nó nhúng qua nhúng lại mọi người ạ. Nhưng mà tôi vẫn không nghe thấy tiếng chuông nào cả. Ủa alo? Rồi cái bàn trang điểm này sao? Bàn trang điểm này là cũng không có hiệu ứng gì luôn. Cái ghế này cũng không có cái chuông gì luôn. Mèo chuông là có cái hình cái chuông là chuông rồi đó hả? Trời ơi là trời. Nè mèo chuông Bombay này. Rồi cái gậy đồ chơi nè mọi người. Gậy đồ chơi này là nguyên một bộ với lại con mèo này nhá. Nhìn nó cũng đáng yêu. Đó. Nếu mà mọi người không có dùng để mà chơi với con mèo thì mọi người cũng có thể chơi với crush của mọi người cũng được. Khi nào mà crush kiểu như giận dỗi crush rồi đó, lấy ra gõ đầu nó. Ok, vậy là Tiêu đã mở hết cái gói VIP Battle mùa này cho mọi người coi rồi đó. Theo như Tiêu đánh giá thì gói mùa này, riêng cái bộ trang phục này á, thì Tiêu chấm là 9 trên 10 điểm nha. Còn nguyên một cái gói VIP Battle á, thì Tiêu thấy là Tiêu sẽ chấm 8,5 trên 10 điểm. Đây là một gói cũng khá là đáng tiền. Nếu mà bạn nào mà thích bét này, thích trang phục này thì mọi người cũng có thể cân nhắc để mà mua cái gói này ha. Ok, video ngày hôm nay tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video này. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tiêu nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ngoài kênh YouTube Hạt Tiêu Play này ra thì Tiêu còn có một kênh vlog là Tiêu Chiêu Chiêu, một kênh TikTok là Hạt Tiêu YT, Instagram là Tiêu Chiêu Chiêu, Facebook của Tiêu. Mọi người cũng có thể kết nối với Tiêu qua những cái mạng xã hội đó nữa nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến hết video ngày hôm nay và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để xem thử là ngày mai Tiêu làm video gì hay ho nhé. Bye bye.